xin mến cho các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà khắc phục mà cái tay hắn với tay cô mà nó bị rơ lỏng rất là nhiều các bạn đây như cái tay hắn của cái chiếc AB Thái này các bạn đây cái đầu rơ rất là nhiều các bạn là cái lỏng rất là nhiều luôn ví dụ là vấn đề là ví dụ lỏng như vậy đó, là các bạn lúc các bạn bóp thắng đó, cái hành trình vô rất là cạn nha các bạn ví dụ mà tay tay hắn mới đó, thì các bạn bóp vô hành trình nó rất là là, là sâu ok luôn nhưng mà cái này rất là cạn đó cái cái này thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách khắc phục nó đơn giản tại nhà nha các bạn nó không có tốn kém gì nhiều đó là các bạn rất là dễ làm luôn rồi bây giờ mình sẽ tháo ra mình cho các bạn xem cái 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 lỗ của cái, cái tay hắn nó 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 bị như thế nào nha các bạn đây để có gì mình tháo qua cái mình cho các bạn xem luôn thì cái cách khắc phục này á, thì nó cũng đơn giản lắm các bạn đây mình cho cho các bạn xem luôn đây cái cái lỗ của cái tay hắn này các bạn lỗ tay hắn là nó bây giờ nó rộng rất là rộng luôn nó giống như cái hình bầu dục của các bạn đây các bạn để vô này rất là là rộng luôn đó cái lúc mà các bạn bóp thắng á, thì cái hành trình vô nó rất là cạn rất là cạn là các bạn bóp đôi khi phải tăng hắn lên rất là nhiều lần nó là vậy nó rất là bất tiện đó nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nó dễ lắm đây mà các bạn lấy con acro của cái cộng dây sơn này các bạn Astro này cộng sơn này thì các bạn đóng sơ mi lại nhé các bạn đóng sơ mi cái tay hắn lại ví dụ mà các bạn cái tay hắn của các bạn bị vậy mà các bạn mua cái tay hắn mới mua cái cặp tay hắn mới thì nó hơi phí các bạn chỉ cần đóng sơ mi lại là các bạn xài rất là lâu luôn lâu mà bền luôn nha các bạn đây cái cộng dây sơn này thì các bạn lấy cái con acro này acro thì các bạn à, lấy cái mũi khoan 8 ly các bạn lấy cái mũi khoan 8 ly các bạn khoan cho nó xong các bạn đóng cái con acro vô là ok nha các bạn nó chỉ đơn giản như vậy thôi đây mà mình cho các bạn xem cái con, con rô mình bỏ vô con ốc này rất là vừa luôn nha các bạn rất là là, là vừa luôn là các bạn xài là rất là ok rất là bền luôn rồi bây giờ mình sẽ đóng sơ mi lại xong cái mình cho các bạn xem luôn nha các bạn đây sau khi mình đã đóng sơ mi lại là các bạn đóng sơ mi lại thì nó sẽ ra như vậy thì lúc này các bạn bóp cái hành trình lại nó sẽ trở lại y như cũ nha các bạn y như lúc ban đầu y, y như là ta hắn mới luôn đó nhà mình để vô cho các bạn xem nè đó, rất là, là vừa dặn ok luôn nó xong không còn lỏng nữa nha các bạn nó, nó không còn cái, cái độ lỏng nữa là các bạn bóp thắng rất là ok luôn rồi sau khi mình gắn vô xong này các bạn sau khi mình gắn vô xong thì các bạn còn cái độ rơ nhẹ nha các bạn độ rơ nhẹ này đó các bạn nhìn mình bóp hành trình vô rất là sâu luôn sâu rất là ổn luôn còn cái độ rơ nhẹ này cái clip trước đó, mình cũng đã chia sẻ cái cách mà khắc phục cái độ rơ nhẹ của cái thắng clip trước clip trước đó, các bạn có thể vô tham khảo clip trước còn cái này thì mình khắc phục cái độ lỏng với lại cái hành trình bóp à, nó ngắn quá bởi vì mình mình cho nó y như cái trạng thái ban đầu đó có gì các bạn xem cái clip trước mình cũng đã chia sẻ cái độ rơ á cái ví dụ các bạn ta hắn mà rơ nhiều quá các bạn chạy nó thường hay lắc, lắc 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 chạy qua ổ gà hay gì lắc lắc nó kêu rất là nghe khó chịu các bạn cái độ rơ này cũng cũng còn nha các bạn cũng còn mà ít đây như là cái cái tay hắn của cái chiếc xe mới này các bạn tay hắn của chiếc xe mới thì cái độ rơ nó cũng còn ok đó độ rơ này như vậy thì bình thường các bạn độ rơ này nó rất là nhẹ bình thường không sao tại vì này tay hắn mới phải có độ rơ như vậy tại vì mình làm cái clip này là chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn ví dụ các bạn có si ốc bên mình thì mình sẽ cứ cứ gửi cái tay hắn mà bị tình trạng vậy cứ gửi mình lên mình đóng sơ mi lại cho các bạn miễn phí luôn không có tính tiền cho các bạn ví dụ các bạn nào có si ốc bên mình thì mình sẽ đóng sơ mi lại cho các bạn luôn rồi mình xin kết thúc clip từ đây mình xin chúc các bạn thành công rồi mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip xin cảm ơn các bạn rất nhiều